bản thân gia đình mất hết tất cả luôn á. Muốn làm lại một con người mới cũng khó lắm. Kính chào quý vị khán giả. Đã có những nỗi ân hận, những giọt nước mắt khi sa vào vũng lầy ma túy đá. Chúng ta vừa qua một ngày toàn dân phòng chống ma túy, tuy nhiên những hiểm họa từ ma túy thì vẫn không dừng lại ở một ngày nào cả. Nhất là hiểm họa từ ma túy đá, khi mà thời gian gần đây cơn lốc của nó đang có sự gia tăng vận tốc cuốn đi nhiều nỗi mất mát của những người oan ức. Và chúng tôi sẽ lần lượt gửi tới quý vị trong tiêu điểm của ngày hôm nay. Tôi là Thụy Vân trong Chuyển động 24 giờ. Mới đây nhất tại tỉnh Bình Dương, một trường hợp ngáo đá đã xông vào chợ dùng dao chém loạn xạ khiến cho một người tử vong. Vụ việc xảy ra tại tỉnh chợ ngã tư của Phú Thứ, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Hải Dương. Theo người dân thì nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá cầm hung khí vào chợ. Quá hoảng sợ, người dân bỏ chạy, nhưng một người đàn ông vừa bán cá xong không kịp tháo chạy thì bị đối tượng xông vào chém. Người đàn ông tử vong sau đó, còn một người phụ nữ khác cũng đã bị đối tượng chém đứt ngón tay. Và sự việc đau lòng gây phẫn nộ từ ma túy đá không chỉ diễn ra ở một khu chợ của tỉnh Bình Dương. Vào đầu tháng 4 vừa qua, một cụ bà 66 tuổi tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vừa gần tới cửa nhà thì bị một đối tượng nghi là ngáo đá đâm tử vong. Lời khai ban đầu của đối tượng tại cơ quan công an là có sử dụng ma túy đá. Đã 2 tháng trôi qua, thế nhưng sự việc vẫn là nỗi ám ảnh của gia đình nạn nhân. Hiện trường vụ án đau lòng. Đây là hung khí mà đối tượng trong cơn ảo giác tấn công cụ bà đến tử vong. Thắp nén nhang, anh Sang và chị Linh vẫn còn bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của mẹ mình. Như là cú sốc cho gia đình. Sự ra đi đột ngột đó, chung thì bà đi bà cũng không có, nói chung bố mẹ cũng như anh em ở đây cũng không có được mẹ lần cuối. Hai mẹ con vừa nói chuyện với nhau chừng một phút là cùng là chị đã nghe hàng xóm báo tin rồi. Tại vì nhà nó với nhà mẹ chị sát kế nhau mà, thì mẹ chị vừa về tới cửa nhà nó thôi là nó đã đạp xe rồi, nó đâm mẹ chị rồi. Gia đình cho biết bà cụ vốn là người hiền lành, tham gia nhiều hoạt động xã hội tại địa phương, trong khi đối tượng đã có tiền án, nhiều lần sử dụng ma túy rồi đi cai. Cái lúc mà đám tang thì bên kia thì cũng có qua, nhưng mà cũng có muốn chia sẻ với gia đình chị, nhưng mà gia đình chị không chấp nhận, gia đình chị từ chối. Nó khủng khiếp lắm nè, không thể nào chấp nhận được. Hiện đối tượng vẫn đang được giữ hình sự để điều tra và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nỗi đau của người thân gia đình không gì là có thể bù đắp lại. Còn tình hàng xóm thì lạnh lẽo và như những vết sẹo do vết dao còn hằn trên cánh cửa này. Một gia đình đang yên đang lành bỗng dưng con mất mẹ, cháu mất bà và quan trọng hơn là xã hội mất đi một người có nhiều đóng góp. Nỗi đau mất mát không gì có thể tả hết được, tất cả chỉ vì ma túy đá. Những đối tượng ngáo đá trong cơn loạn thuần sau khi tỉnh thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên vấn đề đáng báo động hiện nay là những hình ảnh về những cơn ngáo đá lại xuất hiện thường xuyên hơn và các vụ việc đau lòng như thế này lại xuất hiện với tần suất nhiều hơn. Trong khi ghi nhận tại một số điểm cai nghiện thì lượng người nghiện ma túy đá đã tăng lên đáng kể. Và chỉ thống kê riêng tại trung tâm cai nghiện Thanh Đa, thành phố Hồ Chí Minh thì nếu 6 tháng đầu năm như năm 2016, số người nghiện ma túy đá là 47%, thì chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2017, tỷ lệ này đã là 52%. Còn Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là 6 tháng đầu năm, lượng ma túy tổng hợp thu giữ đã tăng gấp 3 lần. Lực lượng công an nhận định là đã có sự dịch chuyển của ma túy truyền thống sang loại ma túy đá tổng hợp khi mà lượng ma túy tổng hợp liên tục được công an triệt phá. Ngày 5 tháng 6, hơn 5.800 viên ma túy tổng hợp được hai đối tượng giấu dưới yên xe máy mang đi tiêu thụ nhưng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Sơn La bắt giữ. Trước đó, chỉ trong vòng một tuần, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã thu giữ hơn 26.000 viên ma túy tổng hợp. Đặc biệt, chuyên án 561E tại thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán ma túy lớn nhất cả nước
thu giữ hơn 270.000 viên ma túy tổng hợp. Mặc dù là sự nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc chặn đứng những đường dây ma túy nói chung và ma túy đá nói riêng, nhưng theo công an Thành phố Hồ Chí Minh thì cho phóng viên biết là một vấn đề khó khăn hiện nay như là các dấu hiệu vừa qua thì ma túy đá được nhiều đối tượng sản xuất ngay ở trong nước. Đồng thời với dạng ma túy tổng hợp dạng viên thì rất dễ cất giấu nên nhiều đối tượng đã tinh vi mua bán trao đổi. Trong khi đó thì một bộ phận giới trẻ vẫn chưa nhận thức được hết tác hại của ma túy đá và chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với họ, những người sa chân vào ma túy đá và may mắn tỉnh dậy sau một cơn mê dài phải vào viện tâm thần điều trị. Chơi rồi đó, chơi nguyên đám không mà chơi ngồi chung vậy á. Bởi vậy ngày nào cũng tụ tập rồi hút rồi bê giết quen thành nghệ luôn. Giác ban đầu hưng phấn, là coi như nghĩ gì trong đầu mình lúc nào nằm xuống nghĩ gì là giống như mình đang thực hiện ở ngoài đời gì đó. Bởi lúc đó tiền nhiều lắm nên không có nghĩ mình sẽ giúp xã hội hay là cái gì. Cứ thế là làm được nhiều tiền, ăn chơi. Và trong khi nhìn lại, sức khỏe mình suy yếu ngày ngày càng lớn. Vô đây phí thời gian nữa. Vâng, quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình của chúng tôi đây ạ. Đây là hai mô hình não bộ mà Trung tâm Cai nghiện Thanh Đa TP.HCM đã cung cấp cho chúng tôi. Một bên là não bình thường, còn một bên là não sau một thời gian sử dụng ma túy đá. Não sử dụng ma túy đá thời gian dài có dấu hiệu bị tổn thương nghiêm trọng và đây là lý do gây ra loạn thần. Chính vì thế mà người nghiện ma túy đá lâu sẽ phải nhanh chóng được phát hiện kịp thời để có thể điều trị khi mà cơ chế tác động của ma túy đá là khôn lường. Khi ma túy đá vào cơ thể thì kích thích tế bào thần kinh tiết ra lượng hormone lớn là catecholamine, dopamine và serotonin. Ba chất này khi phóng ra ồ ạt thì người chơi có cảm giác sung mãn, vui vẻ. Tuy nhiên, khi nồng độ catecholamine và serotonin quá nhiều thì gây nhiễm độc thần kinh, khiến sinh ra ảo giác. Vì thế có nhiều hiện tượng người sử dụng ma túy đá xong không làm chủ bản thân hoặc nguy hiểm hơn, sinh ra ảo giác. Tình trạng này hay còn gọi là ngáo đá. Người sử dụng ma túy đá lâu dài, não bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến rối loạn tâm thần, cần đưa đi điều trị kịp thời. Sự phá hủy của ma túy đá đang khiến cho người dính vào nó đã không còn là chính họ nữa. Từng là một ai đó quan trọng giữa cuộc đời này, chỉ vì một phút nông nổi họ đã mất đi tất cả. Điều đáng buồn hiện nay theo các trung tâm cai nghiện là ngày càng có nhiều người trẻ dính vào ma túy đá. Lơ ngơ và đôi khi mất kiểm soát, những thanh niên mới chỉ độ tuổi đôi mươi đã trở thành bệnh nhân ở trung tâm cai nghiện Thanh Đa. Tại đây, số lượng người nghiện ma túy đá trong 2 năm trở lại đây đã gia tăng nhanh chóng. Bây giờ thì có thể cho mấy cháu 14, 15 tuổi là có thể bị nghiện ma túy rồi. Trước kia chỉ có học viên 14, học sinh 14, 15 tuổi vào cai nghiện ma túy. Từng là sinh viên ngành luật, nhưng chỉ vì ma túy đá, người thanh niên này đành gác giấc mơ của mình lại. Tôi vẫn còn nhớ rõ những gương mặt của thầy cô và giảng bài cho tôi lúc tôi còn ngồi ở ghế giảng đường. Tôi mong được quay lại đó để tiếp tục học tập. Dễ mua, dễ sử dụng, nhiều người đã rơi vào vũng lầy ma túy đá. Đến khi tỉnh lại, họ mới sực tỉnh và tiếc nuối một thời tuổi trẻ phí hoài vì ma túy đá. Lúc đó tôi không có suy nghĩ được là tác hại của ma túy đá. Tôi vẫn trong cái vòng luẩn quẩn như vậy. Sau khi vào đây là tôi nhận ra bản thân mình, có thời gian để nhìn lại mình, nhìn lại những thời gian đã qua. Tuổi trẻ thì không có chờ ai hết. Lúc mà chơi thì mình muốn này muốn kia, nhưng giờ khi vô đây với Ngân chơi rồi mình mới biết được có khi ở nhà nằm nghe bản nhạc cũng là vui rồi. Thưa quý vị, hiểm họa ma túy luôn là nỗi ám ảnh của xã hội, bởi ma túy có thể là nguồn cơn gây nên tội ác. Trước những hậu quả khôn lường của ma túy, nhiều người nghiện đã thức tỉnh và muốn trở lại cuộc sống bình thường. Cai nghiện ma túy cho người nghiện đã khó, làm thế nào để họ không mặc cảm và không tái nghiện còn khó hơn nhiều lần. Chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy chính là chìa khóa quan trọng để giúp đẩy lùi vấn nạn ma túy, giúp cho người cai nghiện hòa nhập với cộng đồng. Lúc đó là em hoàn toàn là không có chịu đựng gia đình mình nữa, dùng đủ thứ hết, nào là phá hoại thân thể, nào gạch tay hay là đập đầu, nói chung là quậy các kiểu luôn. Đó là lý do cô học sinh mới chỉ học lớp 10 này tìm đến ma túy. 2 năm chìm trong mộng mị, chỉ đến khi gia đình gửi vào trung tâm cai nghiện, em mới ý thức được việc mình đã làm.
Em cũng mong là trong thời gian em ở trong đây á, sẽ làm mẹ vui hơn. Nếu như mà ra ngoài có điều kiện thì em sẽ đi học lại. Học viên này cũng từng là niềm hy vọng của gia đình, thế nhưng vì quá được nuông chiều nên đã tìm đến ma túy. Với anh, động lực để anh cai nghiện ma túy chính là vì mẹ. Vì cái ma túy này mình phải bỏ công việc của mình đi, giờ muốn làm lại công việc của mình là thấy không có. Thấy mẹ yên lòng rồi thì muốn kiếm lại một công việc đàng hoàng, rồi bỏ ma túy, không dính tới nó nữa. Tại trung tâm cai nghiện Thanh Đa, mỗi học viên cai nghiện đều có những số phận và hoàn cảnh riêng. Chia sẻ với từng học viên, luôn tạo điều kiện để các học viên nhận được sự quan tâm tốt nhất như những người thân trong gia đình, chính là phương pháp cai nghiện hiệu quả. Hồi xưa giờ mình cứ nghĩ là ma túy, thế này thế nọ thì thấy sợ. Nhưng mà khi vào đây tiếp xúc với mấy em thì mình cảm thấy thương nó nhiều hơn. Mình ở đây với mấy em đó đó, rồi mấy em đó nó cảm nhận nó giống như mình là người mẹ của nó vậy đó. Mỗi người đều có ước mơ của riêng mình, nhưng vì ma túy mà đánh mất đi ước mơ ấy. Cảm hóa, giúp đỡ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng là việc làm khó, cần một quá trình lâu dài với quyết tâm cao. Trên hành trình tìm lại ước mơ cho những người nghiện, điều cần làm là giúp đỡ họ bằng chính sự cảm thông và chia sẻ.